Chào tất cả các bạn đến với kênh Duy Khánh TV. Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Các bạn ơi, thì hôm nay thì mình xuống anh bạn mình chơi. Anh bạn mình ở cùng quê với mình ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Thì anh bạn này thì học chung lớp với mình từ hồi năm lớp 5 các bạn. Lớp 5 rồi khi mà xong lớp 9 á, mỗi người đều có một nghề khác nhau. Thì anh bạn mình thì ảnh năm lớp 9 thì ảnh nghỉ, ảnh đi làm xe luôn tới giờ nữa các bạn. Thì hôm nay thì mình xuống ảnh mình chơi. Mình cũng mới xuống các bạn. Đây là con xe của ảnh. Thì có gì một chút nữa mình sẽ giới thiệu gì vài nét về con xe này ha. Bên đây rồi thì cũng có con xe của anh bạn cũng ở Thạnh Hóa quê mình luôn. Ảnh cũng mới xuống đây hả? Nhưng mà người đâu thì mình không thấy. Mình cũng mới xuống mình không biết các bạn. Đây là chiếc cát 311. Giờ thì mình cũng mới xuống mà anh cũng dọn mồi làm trước rồi chút mình sẽ giới thiệu con xe sau. Thì trong trước khi mình xuống thì mình có điện thoại đến trước, anh cũng chuẩn bị mồi hết các bạn. Đây là anh đi thì đi chỉ có hai anh em thôi, anh em ruột. Bạn cúng đi rồi cúng kiến đi rồi mời mấy bạn mình á. Zalo ba, bạn đường xa ha, sôi sướng mừng muốn chết luôn. Rồi. Nói giờ mấy chục năm rồi. Rồi. Quá bạn giá là quá ok. Rồi. Ở đây là mình đang xuống ở chỗ này là ở huyện Duyên Hải mà xã Long Vĩnh ha, phải không? Xã Long Khánh hả bạn? Rồi xã Long Khánh. Năm nay tình hình đất cát làm được không bạn? Năm nay thì tới ăn nhậu nhiều hơn làm. Bây giờ thì làm gì không ăn. Bởi nhiều khi mình làm các bạn mình cũng nói về cái dịch bệnh Covid này nè. Tất cả cái xe cuốc của mình ở Thạnh Hóa quê mình á, làm ăn cũng khó khăn lắm các bạn. Những gì mình nói là sự thật hết, trong mấy video trước mình làm á, mình nói hết. Mình thì mình may mắn các bạn, mình may mắn được vô hai miếng đất đó. Chứ mình không có đất đó mình cũng giống như chiếc cà tạc đó, mình vậy thôi các bạn ơi. Thôi vậy mình mời các bạn dùng mình miếng các bạn. Rồi một chút nữa mình sẽ giới thiệu sơ nét về mấy con xe này của ảnh cho các bạn xem ha. Để mình giới thiệu sơ nét cho. Cái này là cái con dợp. Con dợp mình đó các bạn. Dợp này mình hấp với lại cái nước dừa hả quý? Nước dừa xả đơn giản vậy thôi. Nãy giờ thì mình cũng làm với bạn mình hết mấy lon bia rồi các bạn ơi. Mình cũng để dành sức khỏe lại, mình cũng tranh thủ mình giới thiệu về cái con xe này cho các bạn xem. Bạn ơi, bạn xuống giới thiệu cho mình cái con xe cho cả nhà xem bạn. Rồi bạn xuống đây đi, giới thiệu con xe. Đây là con xe Sumi F2 S265 đời 93 cửa lùa các bạn. Cái đời xe này rất là im á. Để bạn lên bạn giới thiệu. Nằm dạng cỡ chắc cũng trên 5 năm. Bạn ơi. Rồi bạn nói bạn giới thiệu cả nhà mình bạn. Cái rồi, bạn thân mình á. Bạn ơi, con xe này bạn mua mấy năm rồi? Cũng năm mấy rồi bạn, năm mấy cho em rồi. À, vậy hả? Năm. Rồi, như vậy là trên 5 năm. Năm mấy rồi, tới năm rưỡi đi. Rồi năm rưỡi. Vậy bạn giới thiệu con xe cho cả nhà mình biết bạn. Bạn mở cửa đi, mở cửa. Hả? Để bạn mở cửa ra cái, bạn mở cái pin lên ha. Coi giới thiệu con xe Sumi F2 đời 93 phải không? 93 phải không? Bạn lên bạn mở cái pin ra đi, mở cái pin luôn. Ủa bạn cái gạt nước này mình còn xài được không vậy? Thử ơi. Phải không? Bán, mình xài điện này đâu xem ơi. Phải không? Dạ. Xe này còn im quá chứ xài 6 năm mà 5 năm mấy chứ. Ồ, điện quá trời bạn ơi. Các bạn ơi, cả nhà ơi. Dạ bạn đưa bạn đưa bán. Quá ngon rồi. Quá im rồi. Dạ.
xe mà xài điện cỡ này mà còn tồn tại đó rất hay cả nhà ơi. Hai giờ mình nổ máy ha, nổ máy. Bạn kéo bên đi. Bạn kéo là mình xài điện thấp thôi, là mình xài điện là còn điện luôn. Ờ. Máy HL còn có chắn luôn. Ờ, hát cắn lỡ làm sao này, cái heo sao hát hát ớt rồi chạy lẹ bác ơi. Dạ hả? Còn là chạy là đậm chậm nhưng mà nó mạnh. Dạ hả? Còn nếu mà chạy muốn giúp công tác là hát với ớt là nó lẹ à. Thấy không, thấy không? Có nghĩa là hiện tại giờ là mình anh lờ là nó đậm phải không? Đậm mà mạnh. Mạnh. Còn hát còn lẹ. Hát với ớt, hát với ớt. À. Có hát ớt, thấy không? À. Có thấy không? Rồi các bạn biết lý do sao không? Điện, xe này còn 293 nó nhiều à. Rồi. Đầy đủ là ok, báo là báo dầu, báo nhớt nước. À, có hết luôn. Mới nổ máy là dầu là ok đầy bình. À. Nhớt nước là một chấm là chưa nóng. Đúng không bạn? Dạ. Ê nè, để mình nói tâm sự với các bạn của tên Duy Duy của mình nè. Hiện tại chiếc xe này hiện tại xài 5 năm nhưng mà điện đồ xài rất là im. Đây là báo chỗ này á, là báo là về cái chạy ga bất ga không là bình thường. Rồi mẹ là kích động tác ớt hát lên lậm. Rồi đúng không? Rồi ngày qua báo dầu á, nhớ bình thường, dầu đầy bình, nhớ cái là đây là dầu à. Dầu đầy bình à. Nhớ nữa là một chấm mà chưa nóng, mới đổ máy chưa nóng. Rồi mình chạy và tiếng nó bánh báo lên hai chấm nằm đó. Rồi nước bình thường các bạn không để nghe. Rồi được bạn không ha? Được bạn kéo pin đi, bạn kéo pin lên cho bạn để bạn cái... Gạt nước rồi. Rồi. Thấy chưa? Rồi. Đây là cái chui của cái gạt nước. Rồi. Rồi. Cái xe đó thì mình sẽ có bằng giá, mà mình chế bằng giá, mà thấy không? Mua cao còn giá mình chế bằng giá này có bằng giá luôn mà mình tự chế. À. Giá bằng vàng, tôi có bạc chiều dài phải không? Bác ha. Rồi. Mình chạy về mình sới là ok. Rồi. Đây là mình tâm sự với các bạn của mình ha. Mình á thì mình giờ xài xe, chiếc xe mình đây 10 năm rồi, chiếc xe của bạn mình hiện tại là 5 năm mấy phải không? Đúng xe 5 năm mấy xài xe phải điện đài còn vậy đó mới im nghe các bạn. Xe mình giờ điện đài tâm sự thực xe của mình điện đài đứt hết rồi. Mình giờ mình chạy cơ, chiếc xe mình hiện tại chạy cơ. Nhưng mà mình rất may mắn xe của mình chạy cơ hoạt động được. Còn nhầm chiếc chạy cơ chạy không được các bạn. Mình may mắn ở vấn đề đó. Chiếc xe của mình là mình may mắn, mình ra sự thật. Rồi bạn ơi, nổ máy đi rồi mình giới thiệu. Nổ máy đi, bạn xuống đây. Không có, bạn giới thiệu con máy đi. Không có, mình giới thiệu cho bạn mình cho vui thôi chứ đây. Các bạn ơi, mình nói ảnh là xin quay con máy của ảnh mà ảnh nói giờ tự bản thân mình lên quay thì ảnh cứ ảnh không dám nói, tại vì xe của ảnh thì ảnh không dám nói nhiều. Sợ các bạn tài xế, các bạn chủ xe đó, các bạn nghĩ xấu gì ảnh thì tội nghiệp cho ảnh. Đây là mình xin phép, mình xuống đây mình sẽ giúp bạn của mình thì mình quay clip này. Đây là Sumi F2 đời 93 nha các bạn, rất là lẹ các bạn ơi. Đời xe của bản thân mình á, mình xài không lại chiếc này đâu, tại hồi xưa mình mới mua xe á, mình cũng không có rành gì mấy. Hiện tại dân Thạnh Hóa, Long An quê mình á, chiếc xe này rất là ưa chuộng đó các bạn. Mà kinh tế chiếc xe này rất là cao. Đây mình tâm sự thật. Mình sẽ không đổi xe mình đâu. Xe mình theo mình 10 năm rồi. Nó giống như con vợ mình rồi. Mình xuống đây mình chiếc xe mình thương thiệt, mình khoái xe thiệt, nhưng mà mình sẽ không đổi xe mình. Mình giới thiệu cái con máy của cái xe Sumi F2 đời 93 nha các bạn. Đây là cái con máy, nó cũng giống máy của xe mình á. Máy mình thì bít tông bự hơn. Cái này xe của mình thì Mitsubishi 4D34. Còn cái này thì Mitsubishi 4D31. Xài turbo 4 chân luôn các bạn. Cũng giống như xe mình luôn. Chiếc xe mình thì cái xài cũng giống như xe này nè. Nó cũng tương tự vậy á. Máy chạy này 4 năm rồi các bạn ơi. Quá trời. Còn đẹp quá trời đẹp các bạn ơi.
Cái máy này thì cũng cái trọng lượng dầu thì cũng hao ít hơn xe mình. Tại bít lên bít tông xe mình thì nó bự hơn. Ủa quý cái xe em uống dầu 1 tiếng mấy lít? Khoảng 5 lít mấy anh. 5 lít mấy? Nói chung là khoảng 6 lít trở lại tùy theo người chạy. À. Chính độ chính xác mình không nói được. À. Tại vì tài xế thì mỗi người sẽ một ý. Ừ. Gì đó, nhưng mà khoảng 6 lít trở lại. À sao? 5 lít mấy. À 5 lít mấy ha. Mình không chắc ăn được. À, mình có làm một cái video xe mình á, mình cũng nói xe mình là 1 tiếng đồng hồ xe của mình á, cato của xe của anh á. Là anh uống dầu 1 tiếng 6 lít 3. Ừ. Máy anh bự hả máy em? Không, bê tông lớn thì nó sẽ hao dầu hơn, nó mạnh hơn. Ừ, đúng rồi. Ngay chỗ cái ụ quay của nó nè các bạn, không có một miếng nhớt chảy. Không có miếng nhớt luôn. Quá trời khô. Mà cũng đâu với bì được cái xe mình ha các bạn. Xe mình thì mình xài đây 10 năm còn gì nữa. 10 năm rồi. Chiếc xe này hiện tại đi mới có nửa đoạn đường thôi, nửa đoạn đường của xe mình. Mình á, mình làm video mình chia sẻ là mình nói thật trên đây hết chứ không có giả dối nha các bạn. Trời ơi, mình mới thấy cái bơm các bạn ơi. Quá trời cái bơm nó mới. Quý ơi. Qua đó nghe em ơi. Quá trời cái bơm không có miếng nhớt chảy các bạn ơi. Rất là đẹp. Quý ơi, bơm như mơ quý ơi. Không, nói chung là cẩu chứ không mấy. Không, còn đẹp lắm quý ơi. Quá trời ơi. Chưa đâu, tại anh nói vậy xe có rất người vẫn còn kỹ hơn. Dạ. Yeah. Tại anh nói vậy có người ta kỹ hơn, vẫn ngon hơn. Ừ. Nói chung mình xài xe kỹ thì mình nó sẵn, đỡ cho mình thôi chứ không gì hết. Ừ. Nè nè, sẵn đây sẵn chia sẻ luôn á. Anh Thanh ơi, anh Thanh bạn mình á muốn mới làm xe á, anh Thanh không biết nè, anh Thanh video của mình á, anh Thanh cũng xem hết. Nè. Cái bơm nào á cũng cái chiếc xe cuốc nào cũng chế tạo hết là có một cái lượt tay lái nè, đây là lượt tay lái nè anh Thanh, nó nhỏ không, còn đây là cái lượt đi của cái nhất 10 mình á, lượt đi nha các bạn, đây lượt đi, còn đây là lượt tay lái, còn một cái lượt nữa, cái lượt dìa là dìa cái bồn, đây là lượt dìa nè, lượt dìa đây nè em, lượt dìa đây, lượt dìa. Còn ở đây chỗ này nó có cái lượt nữa, cái lượt là về cái bơm. Cái bơm mình nó nhất mình đưa xuống á em, có cái lượt chặn á, chặn lại đừng cho cặn nó về cái bơm mình. Quý ơi em xài xe kỹ quá em. Cái này là quý xe bạn mình nè, chế tạo ở chỗ này nè, cũng sáng kiến nè. Đây dùng cái miếng cước nè, đừng cho khi mình vô lá cây rồi đó. Đừng cho bụi á, rớt xuống đây. Rớt xuống đây nè. Rất là kỹ. Ủa xe em cái lực gió nằm bên kia phải không? Bên kia. Để qua bên coi qua được gió. Đây là cái hộp phân phối. Hộp phân phối của cái chiếc F2 đời 93. Quá trời các bạn ơi. Xe này quá trời im. Không có miếng nhớt chảy các bạn ơi. Mình nói là không miếng nhớt chảy lý do là vậy nè, trong cái mấy cái đường xin chỗ này nè, mấy chỗ này nè các bạn, mấy chỗ cái kẻ tay mình nè, chỗ này là có mấy cục xin hết, mấy cái ống dặn nè có xin hết trong hết. Khi mình làm hoạt động á thì nhớt sẽ ép nó sẽ xì ra hết, nghĩa là mình nói là xe mình xài cũ á, xe mình xài lâu năm á thì đường xin nhớt này sẽ ra rất là nhiều. Còn chiếc xe này mình thấy quá trời ưng ý các bạn ơi, không có nhớt định đường nào hết. Nè, đây là mình xài đó, bạn mình xài rất là kỹ. Mình chặn cái miếng cước như nè. Nó đừng cho bụi nè. Bụi trên đây nó rớt xuống nè các bạn. Rớt xuống đây nè, cái lá cây rồi đó. Lá cây nó sẽ rớt xuống cái kẻ này khi mình không chặn miếng cước này nè. Đây là bạn mình chế tạo tự sáng kiến ra nè. Mình sau này mình sẽ làm theo như thế này. Sáng kiến ra là mình rớt lá cây xuống đây nè. Lá cây nó nằm trên đây. Nó sẽ không rớt xuống cái tàn ông của mình. Đây là tàn ông nè các bạn. Nó sẽ hít vô rồi mình khi mình hoạt động động cơ hoạt động á, nó sẽ cản gió rồi nó sẽ làm nóng máy á các bạn. Mình á, mình tính ra bản thân mình xài kỹ mà xuống đây bạn mình còn kỹ gấp 2 gấp 3 lần á. Quý kỹ quá em ơi.
các bạn xem kênh các bạn đăng ký cho mình nghe các bạn. Đăng ký toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của các bạn á, có một cái chuông thông báo. Các bạn bấm vào đó cho mình. Thì khi nào mình đăng video mới á, thì sẽ hiển thị vào máy của các bạn. Chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp các bạn ở video gần nhất.